Chào các em, chào mừng các em hôm nay đến với bài học tiếp theo của chúng ta. Đó là về phần thì. Tiếp theo là Present Continuous Tense, là chúng ta sẽ học về thì hiện tại tiếp diễn. Hôm nay chúng ta sẽ học tất cả những thì đều liên quan đến tiếp diễn, gồm có hiện tại tiếp diễn này, quá khứ tiếp diễn này và tương lai tiếp diễn. Ở phần đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các em thì đó chính là phần là Present Continuous Tense nhé. Nào, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Now, look at these pictures. What is she doing? Now, she is reading a book. Đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy xong câu này cho cô. Ở đây là bạn này đang làm gì nhỉ? Đó là bạn này đang đọc sách đúng không? Cô ấy đang đọc sách. Thế thì các em thấy đó là hành động này là hành động đang làm gì đó. Đúng không nhỉ? Now, the second picture is what is he doing? Các em nhìn thấy anh chàng này, bạn này đang làm gì đấy? He is watching television. Anh ấy đang xem phim đấy, các em ạ. Nào, tiếp theo nhá. Where is he going? Anh ấy đang ở đâu nhỉ? He is going to school. Anh ấy đang đi đến trường đúng không? Nào, một bức tranh rất là thú vị. Nào. And what are you doing right now? Thế còn các em thì sao? Các em đang làm gì bây giờ? Now, we are studying English grammar. Chúng ta đang học ngữ pháp tiếng Anh, đúng không nhỉ? Ok. Now, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn như thế nào các em nhé. Now, thế chúng ta sẽ có ở đây use one, cách sử dụng số 1. Đó là the previous examples show that we use this tense to denote an action happening at the time of speaking. Adverbs like now, right now, at the moment. Thế thì cái phần đầu tiên các em sẽ thấy được rằng từ những ví dụ trước thì chúng ta sử dụng cái thì này dựa trên cái việc đó là hành động đó, happening, đó là hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Tại thời điểm nói trong tiếng Anh sẽ là at the time of speaking. Và tại thời điểm nói, chính vì như thế, thế nên là chúng ta cũng sẽ có những cái trạng từ nó nghĩa là đang xảy ra. Ví dụ như từ gì? Ví dụ từ now là bây giờ, đúng không nhở? Tiếp tục right now là ngay bây giờ, còn at the moment tức là tại thời điểm hiện tại. Đấy, thì tất cả những cái từ đấy nó đều nói về cái việc đó là tại thời điểm nói hiện tại nhá, các em nhá. Nào, chúng ta cùng nhau xem ví dụ tiếp theo cho cô nhá. Chúng ta có này, where are they wearing today? Họ đang mặc gì hôm nay? Now, look at these pictures. Now, let's see. They are wearing t-shirts and mini skirts today, right? Thì ở đây hôm nay họ đang mặc cái gì? Họ đang mặc đó là họ đang mặc áo phông đúng không? Và họ mặc váy, đúng không nhỉ? Đấy, thế chúng ta sẽ nhìn thấy dấu hiệu trong câu này cho cô đó. Đó là có từ today, hôm nay đúng không? Và tại thời điểm nói là bây giờ, hôm nay họ đang mặc cái trang phục đó. Now, next. Now, are you busy? Unfortunately, I'm rather busy. I'm painting my flat this week. Nào, ở đây, chú đang làm gì đây? Chú này đang rất là bận đúng không? Đó, thế thì người này họ đang làm gì đây? Họ đang phải sơn một cái căn hộ vào tuần này. Đấy, thì trong suốt cái tuần này ấy, luôn luôn họ đang trong cái tư thế, đang trong cái tình trạng là luôn luôn sơn cái căn phòng đấy. Thì các em có dấu hiệu đó là từ this week, đúng không? Và ở đây chúng ta cũng sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn. Đó là I'm painting. Now, are you having fun this summer? Not really. I am working as a waiter. I need some money for college. Now, anh chàng ấy đang làm công việc gì đây? Vào mùa hè này, anh chàng này đang làm việc với tư cách là gì đây? Bồi bàn, đúng không các em nhỉ? Waiter. Và bởi vì là bạn ấy cần tiền học phí cho cái chương trình học tiếp theo của bạn đấy. Thế các em sẽ có là bạn ấy đang làm việc với tư cách gì? Thì chúng ta cũng sẽ có là am cộng với verb in, đó là I am working. Nào, ở cách sử dụng thứ hai nhá các em nhá, thì chúng ta sẽ có ở đây là gì? Đó là these examples show that the present continuous tense is also used to denote a temporary action happening today or these days. Các em hiểu thì hiện tại tiếp diễn ở trong những cái ví dụ trước
để nói về cái điều gì? Các em sẽ cùng nhau xem một ví dụ trước cho cô nhé. Nào, chúng ta xem ví dụ trước cho cô. Nào, ví dụ này đó là gì đây? Đó là tớ làm việc với tư cách là người bồi bàn, đúng không? Thế thì các em sẽ thấy đó là gì? Đó là ở đây nó chỉ là một giai đoạn thôi. Bởi vì là bạn ý cần tiền để cho cái việc đi học của bạn ý, sau đấy là bạn ý sẽ nghỉ. Đấy, thì chỉ có trong cái giai đoạn đấy bạn ý làm việc với cái tư cách công việc đấy thôi. Nào, tiếp tục chúng ta xem cái bức tranh này đó là gì? Đó là chỉ có cái trong cái tuần này thôi. Là tôi làm cái việc gì? Đó là tôi sơn cái căn hộ này. Thì đấy, thì các em sẽ thấy chúng ta có một kết luận gì? Đó là cái thì hiện tại tiếp diễn này để nói về cái gì? Đó là a temporary action, để nói về một hành động chỉ là tạm thời mà thôi. Tạm thời nhá, các em ghi nhớ chữ đó là temporary action. Và nó thường xảy ra ở đâu? Đó là happening today, đó là hôm nay chẳng hạn, hay là trong những cái ngày nào đó, these days nhá. Các em chú ý điều đấy cho cô. Nào, chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Now, what's wrong with our planet? Now, it is getting warmer. Trái đất của chúng ta thì ngày càng trở nên nóng hơn, đúng không nhỉ? Thì các em sẽ có ở đây là từ is getting. Now, next. Now, what's wrong with the air we breathe? It is becoming more and more polluted. Ngày càng cuộc sống của chúng ta thì ngày càng bị ô nhiễm, đúng không nhỉ? Thì các em sẽ có ở đây là ngày càng như thế nào? Thì chúng ta sẽ có từ become. Và ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng hiện tại tiếp diễn, đó là it is becoming. Nào, thế thì từ đấy chúng ta sẽ rút ra được một cái việc sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn này còn được sử dụng trong trường hợp gì? Đó là it is also used to express the ongoing trends, especially with verbs such as become, get, grow, change, and with expressions like more and more. Đó. Thì các em sẽ thấy nó là gì? Đó là những cái từ mà chỉ hiện tại tiếp diễn ý, nó sẽ thường đi với những động từ này. Đó là trở lên này, hay là phát triển này, hay là thay đổi này. Ngoài ra nó sẽ đi với từ đó là more and more, ngày càng như thế nào. Đấy. Thì khi các em hiểu cái từ ngày càng như thế nào thì chúng ta cũng sẽ hiểu đó là cái động từ đấy nó sẽ có nghĩa là đang, đúng không? Đấy, ví dụ như là chúng ta có câu đó là thế giới ngày càng đang phát triển, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ có là the world is